Không phải nghèo khổ, điều kiện tương đối khá giả, nhưng mà họ cũng
biết rằng cái phước báu nó không có liễu sanh thoát tử. Vì giàu có không thoát khỏi luân hồi, thông minh không cự lại được nghiệp lực, nên là cụ phát tâm lên trì đại bi. Lúc trước thì dịch bệnh của trì 108 biến, bữa nay của trì 54 biến, để thời gian lễ Phật niệm Phật. Thì không có thuận về cái việc nghe pháp. Ông chồng thì làm buổi sáng ông đạp xe đạp, ông thể dục, ông đi đâu đi, chứ mà cũng không dám xuống ngồi mở tivi hoặc ngồi nghe, sợ ông không có vui. Người tu mà thích chiếm tiện nghi và thích ra vẻ ta đây làm chủ và người khác vui buồn gì mặc kệ đó, thì cái sự tu hành chúng ta cũng dễ bị trở ngại. Có ngồi trên bàn Phật, bây giờ ngồi trên đó để nghe mà lỡ ông chồng lên cái là phải tắt liền. Ngồi trên bàn Phật cũng nghe đến 7 giờ là nửa tiếng phải đi xuống lo cơm nước cho. Rồi đến khi rảnh ra bắt đầu Chủ Nhật Minh gửi đường link cái cậu nghe lại nữa. Hôm bữa đi lên Đà Lạt với ông chồng với mấy người là không dám ngồi coi, là phải nghe thôi chứ không dám mở cái điện thoại ra nhìn trong đó. Là thầy Nhàn đang giảng, sợ ông nhìn ông thấy cái là ông kiếm chuyện thôi chứ. Từ khi hai vợ chồng gặp nhau thì ít cãi vã và ông không bao giờ dám đánh hoặc là khó dễ cổ. Vì cổ là người mẫu mực sống rất là tốt, cho nên cổ phải tôn trọng ông. Chứ cổ coi cổ cũng, ông cũng chả làm gì được, nhưng mà tôn trọng người khác. Đó là cái điều mà một số người làm cho chúng tôi rất là bội phục. Sự trở ngại rất lớn, chứ không phải được như anh em huynh đệ mình ngồi đây ăn cơm. Bữa đó không phải mình đến ca nấu thì nấu sẵn dọn lên xuống ăn sung sướng vô cùng, bưng tô cơm ngồi ăn trong cái không khí môi trường mát mẻ dễ chịu vô cùng. Nên chúng tôi sắp xếp cái thời gian buổi sáng giảng nó hợp lý vô cùng. Cái buổi trưa nó rất là nóng, rồi mình dùng một buổi cơm buổi sáng rất là thanh bình, không có lo lắng suy nghĩ lo toan chút nữa đi làm ăn làm việc nó có trở ngại gì hay không, hoặc là nó có chuyện gì mình căng thẳng, rất thoải mái. Đây là sự hạnh phúc rất lớn, không có sự hạnh phúc nào lớn lao bằng sự bình an tĩnh lặng của tâm hồn. Mấy anh em ghi cái câu này vô là cái câu của các vị hòa thượng ngài viết mà để lên bên hông một cái chùa Phước Viên của hòa thượng Quang Đạo, để một cái câu mà chúng tôi đọc hơn 20 năm rồi, năm 92 chúng tôi đọc mà hôm nay chúng tôi vẫn nhớ. Không có hạnh phúc nào lớn lao bằng sự bình an tĩnh lặng của tâm hồn. Không có hạnh phúc nào lớn lao bằng sự bình an tĩnh lặng của tâm hồn. Những cái câu này là cái câu coi như là tuyệt. Nó thuộc danh ngôn Phật giáo bất hủ. Bất hủ tức là nó tồn tại qua nhiều thời gian. Một số các vị Phật tử nên có cuốn tập mình để trên bàn Phật, mình chép những cái câu này, mình để dành lâu lâu mình ráng là mình đọc. Chúng tôi học thuộc lòng và mãi đến hôm nay tự nhiên đem ra nói nó phù hợp với cái hoàn cảnh hôm nay với đại chúng. Mình nói cái việc là đại chúng hôm nay sáng dùng cơm xong trong cái không khí mát mẻ, hoan hỷ, không có bực bội người bên cạnh. Có những người hiện tại bây giờ buổi sáng họ ra tương rằng gia đình là tỷ phú giàu có, nhưng mà khó chịu bà vợ quá, nói bà không nghe. Cái đứa con này sao mà nó lì lợm, nó cứng đầu bướng bỉnh, trong lòng bực bội khó chịu vô cùng. Tuy rằng họ rất giàu có, địa vị rồi tiền bạc họ không thiếu, nhưng mà họ thiếu cái tâm bình an tĩnh lặng, cái tâm mà an lạc hoan hỷ họ thiếu. Họ không có người hướng dẫn họ và họ không biết tu, cho nên họ thiếu. Cho nên thành ra cái người mà họ chết sớm đó là họ thiếu đi cái tâm bình an tĩnh lặng của tâm hồn, cái tâm hoan hỷ an lạc. Từ cái lúc đó, từ cái tâm mà bất an, không hoan hỷ, bực bội, tức tối đó, nó sẽ sanh độc tố trong cơ thể và từ từ bệnh hoạn. Dầu cho ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ăn thịt, ăn cá, rồi có tiền có bạc, bệnh cái là phải ra bác sĩ liền, nhưng mà cũng phải chết sớm. Bởi vì do cái tâm bất an này nó đem đến cái thân thể bất an và thọ mạng ngắn. Điều đó là lẽ tất nhiên, chắc chắn là như vậy. Cho nên trong Phật Pháp không phải
đem đến cho mình cái sự giàu có khi mình học Phật pháp về vật chất á. Phật pháp không đem cho mình một cái vật chất giàu có liền trước mắt giống như mình đi ra mình làm việc làm ăn bên ngoài, nhưng mà đem lại cho mình một cái tài sản bình an tĩnh lặng của tâm hồn, và từ cái tâm này nó sẽ xuất sanh ra nhiều cái của báu trong đó, xài không hết. Nhưng bữa chúng tôi nói, chúng tôi đi xuất gia, cha mẹ sư cô Liên Phương của ông Thiền Chánh đâu để chúng tôi cây vàng nào đâu, và không phải một gia đình tỷ phú giàu có, nhưng mà hôm nay lại đủ để lo cho đại chúng ở dưới này 60 người trên tỉnh thất 200 mấy 300. Có những lúc mà chưa dịch bệnh, lúc mà cái thời thì chúng tôi mới về bên Mỹ về vẫn xài là một tháng 500 triệu. Rồi đến bây giờ thì vẫn xài một tháng 100 mấy chục triệu, xây dựng vân vân đủ thứ hết. Cái đó là cái gì? Cái đó là từ nơi pháp thí của mình trao gửi cho những người họ hiểu được nguyên lý quy luật nhân quả, họ phát tâm cúng dường. Rồi nhờ anh em đại chúng trong này tu tập cảm ứng được long thần hộ pháp gia trì. Nó có nhiều cái điều kiện để hội tụ một cái nhân duyên là đại chúng mình tồn tại trong những ngày dịch bệnh vừa qua. Chứ không phải mình chúng tôi đâu. Cái việc mà quy củ chốn thường trụ đó thì chúng tôi đọc ra năm cái quy củ này và giảng từng cái quy củ. Trụ trì bất luận thuộc tôn phái nào, chỉ lấy tinh sâu pháp môn tịnh độ với hạnh tinh nghiêm làm chuẩn, chỉ truyền hiền chẳng truyền pháp để dứt thoái tệ pháp quyến riêng tư. Ý nói chỉ truyền ngôi trụ trì theo đức hạnh của người đáng làm trụ trì, chứ không vì người ấy thuộc cùng sơn môn hay là pháp quyến mà truyền ngôi trụ trì. Hai, truyền thừa trụ trì luận theo thứ tự, chẳng luận theo thế hệ, để tránh thối tệ bậc cao đức phải ở dưới kẻ đức hạnh tầm thường. Ba, không truyền giới, không giảng kinh để khỏi bị chèo kéo, dao động, nhiễu loạn chánh niệm. Trong chùa tuy hằng ngày thường giảng nhưng chẳng thăng tòa và níu kéo người ngoài đến nghe. 4. Chuyên nhất niệm Phật, trừ đã Phật thất ra, nhất loạt không làm hết thảy Phật sự thù tiếp. 5. Bất luận là ai chẳng được thâu nhận thế độ đồ đệ trong chùa. Trong 5 điều hễ trái một điều nào lập tức ra khỏi chùa. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa cho nghi thức tụng niệm tụng của đạo tràng chuyên tu tịnh độ Linh Nham Sơn Tự. Thì cái điều mà chúng tôi muốn nói đó là vì trụ trì đó là phải giới hạnh tinh nghiêm, tinh sâu pháp môn tịnh độ. Nếu mà một đời này giả sử như chúng tôi mở ra một cái pháp hội trên tỉnh thất Quan Âm năm 2007 chuyên tu tịnh độ, nhưng mà qua cái đời sau, ví dụ giao thầy Nhuận Binh, thầy Nhuận Phổ, thầy Nhuận Hậu hoặc là Nhuận Phiên, thầy Nhật Thiện gì đó, thay đổi là chuyển sang cái hướng cúng kiến, cũng là tu tịnh độ, tụng kinh niệm Phật mà vô trong ứng phó đạo tràng cúng kiến nhiều quá, hàng ngày coi như là thù tiết để mà những cái lễ lược cúng kiến rồi thâu nhận cốt vô rồi làm những cái khoa nghi Phật sự nhiều quá, chúng không đủ sức làm, quá mệt. Những lúc chúng tôi ở chùa, cái lúc trước năm khoảng chín mấy đó, là cái những chùa chúng tôi ở thì đi cúng hoài đến nỗi mà mấy thầy ngán cúng luôn, kêu đến là hôm nay đi nhập liệm một cái là mấy thầy kêu con bệnh, con mệt, con đau đầu, rồi con đi không chuyện, rồi nhiều lúc sai vòng 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 mười mấy người mà không ai đi, đủ thứ chuyện hết trơn, họ chịu không nổi, trụ trì nhiều lúc điều khiển họ không được nữa bởi vì họ quá mệt mỏi. Và kêu hôm nay thầy ấy cúng linh ngang là lên rồi nhưng mà cũng không quan hệ để cúng bởi vì nó mệt. Và nhiều lúc họ thích thì họ làm, nhưng mà nhiều lúc họ không thích, trong cơ thể họ mệt, nhất là cúng kiến nó hao cái hơi khí lực, mà nhất là đi nhập liệm nữa.
Ví dụ người đó ở trong cái môi trường tốt như tỉnh thất mình hộ niệm thì thấy nó yên ổn, còn đi cúng kiến là nhiều thứ, đến ngôi nhà đó coi như là họ vừa chết mà coi như họ không biết một cái nghi lễ gì, mình vô mình nói họ không có hiểu một cái gì, nhang cũng không có trong nhà luôn, không có một cái gì để cho mình có thể là hỗ trợ cho mình hết, cho nên đi cúng nó vất vả vô cùng. Và người đó đang bị bệnh lao bệnh nhiễm nó hôi thối kinh khủng luôn, cũng phải đứng làm về phải tắm xả tắm chanh tắm đủ loại chị không nói. Cho nên ngài nói là không nên làm những cái khoa nghi cúng kiến quá nhiều trong chùa, đại chúng người ta chịu không nổi. Tuy rằng có tiền thiệt nhưng mà điều nhiều lúc ngôi chùa quy định là tiền Phật tử đến để mà phúng điếu rồi cúng dường cho Tam Bảo là thầy trụ trì đã giữ đó. Rồi có những lúc quý thầy đó được nhận tiền, cho nên thành ra là cái việc mà ngài đưa ra những quy củ này rất là chính xác và tồn tại cái ngôi Dạ Lam đã lâu lâu dài. Vì sao Phật pháp mình tồn tại đến hơn gần 3.000 năm nay, lý do gì? Vì làm theo những cái quy củ chốn thiền môn, cái quy củ ngài dùng danh từ cho dễ hiểu chứ đúng ra là duy trì giới luật. Ngài nói phải phải là người đó giới luật tinh nghiêm thì mới có thể duy trì được đạo tràng. Có phải là thọ mạng Phật pháp còn là do giới luật còn? Cái câu nói này của các vị tiền bối và giáo hội mình ghi một cái bản đó. Thọ mạng còn là do giới luật còn, thọ mạng mất là do giới luật người đó không giữ nữa. Cho nên ngài nói toàn là những lời Phật dạy không trong này. Sở dĩ Phật pháp bị suy đồi diệt mất là do giới luật không giữ. Những người Phật tử không giữ năm giới. Ngay nơi một gia đình của mình mà năm giới không giữ thì có chuyện rắc rối xảy ra cho coi. Vợ không không biết khiêm nhường cung kính, nói năng linh tinh. Từ chuyện gì xảy ra? Từ cái chuyện nghi kỵ. Bữa có cái cô đó lên ngồi, có một gia đình hai vợ chồng đó là bà vợ ngồi cứ hoan hỷ cười, con nghe pháp thầy hàng ngày con hoan hỷ trong lòng con vui lắm nên con gặp thầy con mừng và cúng dường. Rồi ông chồng thì cũng chưa ăn chay trường mà cũng nghiên cứu nhiều kinh sách, ông nói đủ loại kinh sách. Chúng ta nói ông nói như vậy mà đâu có dùng được đâu, nói toàn là những cái bộ kinh mà cao phao nghiêm Niết Bàn Kim Cang, ông nói nhiều thứ nhưng mà ông đâu có dùng được gì trong đó đâu. Ở cái niềm an lạc của ông cũng không bằng bà nữa. Chúng tôi ngồi đây thấy cái cách ông giải trình thực sự là lý thuyết, ông đừng có buồn tôi, thực sự là vậy. Bà nghe pháp, bà hành trì, bà ăn chay trường, bà niệm Phật cho nên tâm bà hỷ lạc. Bà ngồi bà cứ cười miết, mình hỏi làm gì cười hoài, kêu mừng quá được nhìn bằng xương bằng thịt. Rồi ngồi nhìn trong màn hình nó mắc cười, rồi nhiều lúc nói nó mắc cười quá chừng luôn. Nhiều lúc thầy giảng khôi hài nó cười, mà lên đây gặp thầy nó cũng mắc cười, không nhớ những cái gì thầy giảng. Còn một bà ngồi bên cạnh thì mặt mày trời ơi, nó như cái bánh bèo mà bị ướt, mà bị nhăn, mà bị hư, mà bị lủng, nhìn nó thê thảm, thê lương luôn. Rồi ông chồng ông nói bả đó do bả tự hại bả. Con đi xe taxi là trong cái thời gian rảnh là con niệm cứ một hơi là 5 câu, rồi một hơi là 5 câu. Ông không có lấy cái cách của Ấn Tổ là một hơi 5 câu, rồi một hơi 5 câu nữa nha. Rồi hoặc giả là một hơi 3, 3, 4 á. Một hơi 3, một hơi 3, một hơi 4. Cái cách ông cứ niệm 5 câu. Và lúc ông niệm nhiều lúc máu ở trong miệng nó cứ chảy ra, cái núi răng nó bị sao không biết, cũng kêu càng chảy càng niệm, niệm riết nó hết chảy. Mà con cứ đi taxi là bà cứ nhắn tin, bà nói đừng đi theo bà nào, ngăn hình như là đi theo bà nào. Ông cứ nghi ngờ con biết, bà nói linh tinh lang tang con buồn. Con về nhà con thấy như địa ngục, con chả muốn ở được. Thế cái ông niệm Phật cũng còn kém, biết bà như vậy ông niệm Phật ông về ông hồi hướng tu ông hướng dẫn, bây giờ ông bỏ bà đi nữa rồi ai độ bà đây. Bà ngồi bà khóc, miệng người bà khóc như con mèo ướt. Trời ơi, hai bà khác xa một trời một vực. Một bà thì ăn chay niệm Phật nghe pháp, một bà thì cứ nghi kỵ ông chồng rồi nói tùm lum tùm la hết trơn. Do cái tâm bà ghen quá trời rồi, ghen ông chồng đi taxi mang tiền về để nuôi mà bây giờ ghen nữa. Cái bữa nay sao mà tiền ít quá vậy, mang cho con nào phải không? Trời ơi, chúng ta nói là Ấn Tổ ngài nói đúng quá.
do không cung kính, cứ cứ lấy dục làm vui, rồi cuối cùng mất hết tâm cung kính, rồi gì xảy ra? Rồi điều khinh nhờn xảy ra, bất an vô cùng. Mà chúng tôi nói đến đâu là nước mắt cứ chảy đến đó. Bây giờ chúng ngay tim đen, chúng tôi nói nếu mà cô làm như vậy, ông đi rồi ai ở nhà để mà gọi rằng là ở bên cạnh cô để mà lo cho cô? Thí dụ ông có thực sự đi, ông mang tiền gì ông nuôi cho mình được rồi, làm sao mình cấm cản người ta? Người ta muốn làm sao cấm cản được? Nói cái gì là rớt nước mắt rơi đến đó, nói chuyện gì cổ là chung chóc hết, bởi vì quá buồn phiền đau khổ. Ngay nơi gia đình năm giới không giữ được, ngay nơi tu sĩ mình mà không giữ được năm giới thì cũng có vấn đề xảy ra, rắc rối xảy ra. Rồi từ nơi bản thân con người không có ổn định về giới luật tinh nghiêm, rồi gia đình đó cũng là sẽ bất an không ổn định, rồi xã hội này sẽ không được ổn định và bất an, rồi kéo đến nhiều dịch bệnh tai nạn xảy ra từ năm giới. Năm giới là năm nhân cách để làm người, năm nhân cách hạnh phúc tuyệt vời, nó phải đơn giản. Cho nên thành ra giới luật còn là thọ mạng còn. Cho nên Phật pháp thọ mạng lưu truyền đến 12.000 năm là do giới luật. Mà Phật pháp muốn hưng thịnh thì do chỗ nào? Do hòa hợp. Giới luật có mà không có hòa hợp á, thì vừa là không hưng thịnh là lụng bại. Một gia đình đó, một xã hội đó, một đất nước đó mà không có sự hòa hợp từ đoàn thể, từ gia đình cho đến tổ chức, thì gia đình, đoàn thể, tổ chức này bị phá vỡ ngay, không có hòa hợp. Cho nên mình nghe một cái câu là gia hòa vạn sự hưng, là gia đình hòa thuận, tổ chức hòa thuận, hòa hợp, không có tranh cãi. Rồi xã hội đó hòa thuận và đất nước đó hòa thuận. Hòa thuận tức là trên nói dưới nghe, cha mẹ có lòng từ, con có tâm kính trọng, chồng hòa thuận, chồng hòa vợ thuận. Ấn Tổ hay dùng cái câu chồng hòa vợ thuận như khảy đàn cầm. Đàn cầm nó du dương khảy nghe nó hay là bởi vì là hòa thuận. Mà trong cái hòa đó thì cái cốt lõi của bất hòa ở đâu, và cái cốt lõi của hòa nó nằm ở chỗ nào? Thì hôm nay mới nói là chùa đó muốn tồn tại, nhà đó muốn tồn tại, gia đình vợ chồng đó muốn tồn tại, lấy năm cái quy củ này áp dụng tuyệt. Chùa đó muốn tồn tại, một cái quy trình mà đang hưng thịnh là niệm Phật, thì phải người kế vị đó phải là người tin sâu pháp môn Tịnh Độ với luật tinh nghiêm thì nó mới tồn tại được. Còn họ chuyển qua tu thiền họ phá vỡ hết, họ có cái quyền được trụ trì chợ kế thừa thì họ làm theo cái kiểu của họ là coi như phá vỡ ngay. Cho nên đây là cái quy củ đại chúng khi nghe phải ghi lại, và khi chúng tôi ra đi, ai làm trái quy củ này thì đại chúng hợp lại phải cho người đó ra đi. Ví dụ như thầy Nhuận Minh về sau được đại chúng suy cử là giữ tiền rồi lo lắng cho đại chúng, tuy rằng giữ tiền nhưng mà tất cả chi tiêu lớn nhỏ cũng phải thông qua chúng tôi, chứ không phải là muốn kêu ồ tôi cho ông đó ra tiền, ra nhà trọ ở rồi tôi đưa tiền cho người đó coi như là làm việc này làm việc nọ. Những cái việc nhỏ không đáng kể, đi chợ rồi những cái việc chi dùng linh tinh không nói, mà cái chuyện ví dụ như là cho tiền người đó có thể sử dụng ở nhà trọ hay làm việc gì, nó có tính cách lâu dài, mà nó có số tiền mà nó tính cách là cố định, không phải là chuyện chi dùng thường nhật trong đại chúng, thì phải thông báo đại chúng và thầy trụ trì và người lãnh đạo, chứ không phải là mình có quyền trong đó giữ tiền là muốn đưa cho ai chi ai thì cái đó mình phạm lỗi. Mình là người chỉ giữ thôi, không có người gọi là gọi là sử dụng thôi, không có quyền sở hữu trong đó, và muốn làm gì trong đó thì làm không được. Ví dụ như thầy Phổ ông đi chợ ông dư tiền, rồi ông thấy ông già ở nhà thiếu thốn cái ông lén ông lấy, ông mang về ông gửi cho gia đình tự ý, thì cái này là ăn cắp. Nhưng mà thí dụ ông thưa qua đại chúng, ông kêu giờ ba con cần một cái chiếc máy hay cần một cái bộ quần áo cho con xin 500-300 ngàn con mua bộ đồ con gửi về cho ba, thì cái này không phải là ăn trộm nữa.
Còn nếu ví dụ mình lén tức là mình không thông báo qua đại chúng, lấy cái tiền thiền trụ này tuy rằng mình không xài cho mình mà mình cho một người đó mà không thông qua đại chúng thì mình gọi là ăn trộm. Mà ăn trộm chốn thiền trụ là nguy, nó phạm vô giới ăn cắp rồi, nó vô thanh quy bị phá vỡ rồi. Chúng tôi nói để đại chúng biết cái chuyện này, bởi vì cái điều này là thanh quy, là giới luật tinh nghiêm, nó bao quát hết tất cả những sự sinh hoạt ăn uống ở bệnh trong đó, gọi là ăn mặc ở bệnh. Cho nên thành ra không phải là mình là người quản lý tiền bạc, không phải là mình là người để mà sắp xếp những cái việc trong chúng mà mình quyết định được, mà mình phải thông báo. Chúng tôi thường họp đại chúng và chúng tôi lấy ý kiến của anh em. Khi họp xong chúng tôi hỏi có ý kiến gì không, anh em không có ý kiến gì hết là mình thống nhất, gọi là hòa hợp, không? Gọi là yết ma, tức là người ta đã thống nhất chuyện đó, không ai tranh cãi nữa. Còn ai tranh cãi gì thì cứ lên tiếng để đại chúng giải quyết. Mà đã là yết ma là đã đồng thuận không tranh cãi mà còn ý kiến riêng tư về sau nói ra nói vô thì người này là phạm quy củ ngay. Cho nên chúng tôi từ từ nghiên cứu vào những cái điều quy củ của Tổ sư Ứng Quang rất thâm thúy. Cho nên đạo tràng Tịnh Thất Quan Âm và khu chuyên tu, nếu cái người kế thừa và đại chúng không nghiêm trì tịnh giới và tu tịnh độ thì đạo tràng đều phá vỡ ngay. Những người có tính tâm với đạo tràng này, người ta tới thấy mình tu khác hẳn, suốt ngày chỉ lo cái chuyện cúng kiến thù tiếp để có tiền, không hướng dẫn Phật tử niệm Phật nữa, kinh sách đem đi bán hết không có cho nữa, rồi hộ niệm đồ thì cũng hộ niệm mà thu tiền người ta, coi như làm trái hết tất cả những cái quy định của chúng tôi đã đưa ra, và bao nhiêu năm trời mình từng bước để hình thành cái quy định và một cái tổ chức này, bao nhiêu người hưởng ứng, thì hôm nay người ta thấy mình làm trái, người ta đâu tới nữa đâu, thì bị rồi lụng bại thôi, thất bại ngay thôi, chứ không phải đơn giản. Cho nên thành ra cái người này và cái tổ chức này và gia đình người này không nghiêm trì tịnh giới là năm giới của cư sĩ, là 10 giới của sa di, là trong chốn thường trụ cảnh Già Lam là chùa, và 250 giới của tỳ kheo tăng và 348 giới của tỳ kheo ni, và 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát giới mà phá vỡ. Những cái oai nghi mà Ấn Tổ ngài cũng cấm nữa, đó là uống hút thuốc. Hút thuốc là một cái việc mất oai nghi, gần như nó gần xem như gần như là phạm giới. Bởi vì cái gì ghiền là mình bị dính mắc trong đó. Thí dụ rượu uống mà không ghiền thì có quyền uống, không có thèm và không bị say thì uống được, và uống lúc để chữa bệnh được. Nhưng mà ai uống không say không? Có Trịnh Khang Thành uống 300 ly rượu không say. Ông này ông học quá giỏi. Cái lúc mà thầy giảng bài là ông thầy ông giảng bài có một cái là ông thích nghe, vừa giảng bài mà vừa nghe những cô gái hát múa cho ông coi. Ông giảng rất là xuất sắc. Nhưng mà ông ngồi ông giảng như vậy thì những cái người mà múa hát là ở sau lưng cái học trò, cái lớp học đang ngồi vậy đó, nhìn lên ổng mà trước mặt ổng là có những kỹ nữ phụ nữ múa hát rồi làm những cái vũ điệu cho ổng coi thì ổng mới giảng được. Ông thích như vậy. Thì hầu như những lúc mà giai thoại những người mà múa hay hát hay là hầu như ai cũng quay mặt xuống hết để nhìn coi thử ai mà hát hay. Riêng ông Trịnh Khang Thành này ông không nhìn xuống. Suốt 3 năm học không một lần quay đầu xuống nhìn những kỹ nữ mà hát đó. Thì ông thầy của Trịnh Khang Thành nói thằng này là phải giết nó đi chứ nó phải hơn mình rồi đó. Thằng này đặc biệt. Cái căn tánh nó coi như là người nghiêm túc mà nó là sẽ hơn mình. Cho nên hồi xưa thầy mà thấy trò hơn là thầy giết liền, không cho nó hơn mình, sợ mình thua nó đi rồi người khác không tôn trọng mình. Hồi qua đời nó là như vậy. Cho nên thành ra là cái lúc mà ra trường đó thì ông mới làm một buổi tiệc để tiễn đưa toàn bộ học sinh về lại nhà. Thì ông nói với học trò là phải mỗi người mời ông Trịnh Khang Thành này một ly. Mà 300 người đã mời mỗi người một ly thì ông Trịnh Khang Thành phải say rồi giết ông đi. Và nếu thí dụ ổng không có, ổng còn đi được thì phải đến phục, mai phục cái con đường lớn. Bởi vì con người này là người quân tử thì họ sẽ đi đường lớn, phải mai phục đường lớn để bằng cách để giết cho được Trịnh Khang Thành. Thì ổng biết vị thầy này như thế nào, ổng biết hết.
Vì cái người mà có cái sức định sâu sắc và người mà có cái tâm hơn người đó, thì cái người mà cái tâm nhỏ nhen họ không giết được cái tâm người lớn. Cái tâm người nhỏ không thể giết được tâm người lớn. Cái phước người nhỏ không thể phước được giết được cái phước của người lớn. Và ông biết như vậy thì ông uống rượu. Mỗi người mời một ly, ông uống một ly, ông uống 300 ly không say. Hòa Thượng Tịnh Không nói Trịnh Khang Thành uống 300 ly rượu không say. Ông uống 300 ly không say. Và những người kia thì có người say, có người say mềm, mà có người giao trách nhiệm đi phục giết ổng là không say thôi. Thì bắt đầu ổng chào thầy, ổng lạy thầy và ổng cảm ơn thầy, ổng ra về. Ổng thầy nói mày phải chết thôi. Giờ uống rượu 300 ly không chết thì đi ra qua đường không chết. Thì bước đầu quả thì ổng đi con đường lớn. Cái lúc mà phục rượu là ổng biết ông này giết ổng rồi. Ổng đang đi con đường lớn thì ổng tẻ qua đường nhỏ. Đang đi đại lộ qua tiểu lộ thì người ta không giết ổng được. Ổng về tới nhà bình an. Ông kêu thực sự, cái ông Trịnh Khang Thành ông nói thực sự học thầy không phải dễ. Nếu mà dở hơn thầy thì uổng cái công mình học, mà giỏi hơn thầy thì thầy phải giết mình. Thì đó là quầy đời nó gì. Nhưng mà ở trong này mà thầy ngữ ông giỏi hơn Giác Nhàn là Giác Nhàn phải giao lại cái tòa cho ông giảng, không có giết ông được. Thì hiểu nhân quả. Mình hiểu nhân quả là mình giết họ là sát nhân thì quả báo này là khốc liệt vô cùng. Ngoài đời họ đâu có hiểu nhân quả đâu. Cho nên Ấn Tổ nói cái thời hôm nay này, và cái thời từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn đến bây giờ thì gần 300 năm nay, nếu mà Phật Bồ Tát xuất thế mà không nói nhân quả là gì, là luân hồi, là nghiệp báo, là giáo dục gia đình, thì Phật xuất thế cũng không thể nào giáo dục được chúng sanh trong cõi này, trong cái thời này. Cho nên thành ra là ông Trịnh Khang Thành uống rượu 300 ly không say là từ ngày Lý Bình Nam kể cho Hòa Thượng. Hòa Thượng nói là ai trong này uống rượu 300 ly không say cứ việc uống. Uống mới có 5-7 ly là say dẫm cẳng đi té lên té xuống. Thấy ông trời quay vòng vòng rồi đúng không? Cho nên thành ra là quý vị học cái gì ở ngoài đời coi. Võ cũng vậy, học võ cũng vậy. Người ta cũng phải giấu vài miếng chứ sợ mình quýnh họ chết. Sợ ông học trò đó, ông võ quýnh ông thầy chết. Nhưng mà riêng Phật Pháp thì không có sẻn Pháp, là nói hết, nói không còn cái gì hết trơn á, để cho người ta học được giỏi hơn càng tốt. Đức Phật Ngài nói những người đệ tử Ngài mà có chứng đắc được cái trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất, hoặc thần thông như Mục Kiền Liên, hoặc mật hạnh như Ngài La Hầu La, là Phật tán thán trước đại chúng và Phật quan hỷ vô cùng. Không vậy cho nên thành ra là cái việc mà một đại chúng ở trong đó được tồn tại lâu dài thì phải có một cái người đứng ra để mà lãnh đạo, thì gọi là trụ trì, giữ cái diền mối của người đi trước, những bậc tiền bối diền mối giữ để mà cho hàng hộ học bước theo. Thì cái phước của mình rất là thù thắng. Khi mình làm đúng thì cái phước rất thù thắng, mà khi mình làm sai thì coi như quả báo này rất nghiêm trọng. Như vậy cho nên thành ra là cái việc mà hồi nãy chúng tôi nói đó, sở dĩ gia đình đó hưng thịnh là do hòa hợp, gọi là gia hòa vạn sự hưng. Nhưng mà cái hòa trong cái luật hòa Phật nói, cái gốc bất hòa từ đâu? Ví dụ như là ý hòa, đồng duyệt. Duyệt tức là thảo luận và thông qua, đồng ý với nhau. Ý hòa đồng duyệt, duyệt với nhau. Rồi từ cái ý hòa đây là cái gốc. Có nhiều gia đình chúng tôi hỏi vì sao cô sống với ông chồng bây giờ lại không phù hợp. Nói câu nghe rất là thế gian và rất là đúng cái lời Phật dạy trong luật hòa, quan điểm không đồng. Không đồng quan điểm sống. Cái đó là danh từ thông dụng của thế gian, phát xuất từ lời Phật dạy ý không hòa với nhau. Ý người này bất hòa. Không có phải là ý hòa đồng diệt nữa, mà ý bất hòa không thể nào sống chung được. Thì người ta nói một câu là không đồng quan điểm sống. Vậy làm sao mới lần đầu gặp nhau, yêu nhau, thương nhau, kể đủ chuyện, hứa hẹn đủ chuyện, lúc đó đồng quan điểm sống là sao? Là chưa thấy lỗi xấu nhau. Cái chỗ này quan trọng. Chưa thấy lỗi xấu với nhau, chưa có tâm ích kỷ nhỏ nhen khởi lên, rồi chưa có cái vấn đề chiếm hữu về tiện nghi tài sản của người đó. Người ta làm có tiền không mang về cho mình, hoặc tiền nhiều quá mình muốn ly dị, mình ôm cục mình sống.
toàn là ích kỷ vị kỷ từ nơi tâm bất hòa, gọi là ý không hòa và ý bất ổn với nhau, không có tin tưởng nhau, nghi kỵ nhau. Thì ý bất hòa nó đi đến chuyện gì bất hòa nữa? Lắng nghe. Ý bất hòa rồi đến gì? Khẩu bất hòa. Từ khẩu bất hòa bắt đầu ly thân, là thân không hòa để đồng trụ. Ly thân rồi bắt đầu đến ly dị, là thân bất hòa rời nhau. Rồi khi thân không hòa rồi, bắt đầu lợi hòa không chi để chung sống, bắt đầu là phân biệt tiền của, bắt đầu là ra tòa để chia nhau. Lợi bất hòa cho nên không chi. Mà Phật dạy thì lợi hòa đồng quân, lợi hòa đồng chi. Ví dụ người ta cúng vô trong tịnh thất đồng tiền chúng tôi, thầy Nhuận Minh, thầy Tánh, một số các dự giữ. Nhưng mà người trong chúng bệnh hoạn hoặc thiếu cái gì mình phải chi dùng, cái đó là lợi hòa đồng quân. Nhưng mà cha mẹ thấy thương đứa con út nhiều hơn thương đứa con trai, bây giờ nó nghe lời mình thì gì? Thì mình cho nó nhiều hơn, thì cái này không phải là lợi hòa đồng quân. Sở dĩ cha mẹ mà khổ đau vì con cái là do cái lợi hòa không có đồng quân. Phật dạy cái luật hòa này, rồi cái cuối cùng là giới hòa đồng tu. Trong cái luật hòa này nó có giới hòa đồng tu. Cái quy củ, cái duyên mối của ông cha mình để lại, đó là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng mà mình phá cái quy củ này, con đặt đâu cha mẹ ngồi đó, con muốn như thế nào là phải cha mẹ làm như thế đó. Con thương cái cô đó, bây giờ con phải cưới cô đó thôi, cha mẹ đừng có nói vẩn vơ, đừng có nói linh tinh. Thì cái chuyện này coi chừng xảy ra. Bây giờ cha mẹ là mình người lớn, thấy cái gốc nguồn cội của cha mẹ, của người con dâu chuẩn bị, là của người con gái đó là quá tệ. Phước báu rồi cũng không có, nghèo nàn, không có môn đăng hộ đối, rồi người đó sống bừa bãi, theo dõi thấy là như vậy, thì con cái của họ cũng như vậy. Nhưng mà mình nói con này tốt lắm, cha mẹ họ dạy cho họ cái tính cá tính không có như vậy, mình đoán nhầm, thì cuối cùng con cái cũng theo đường lối của cha mẹ. Cho nên bỏ cái quy củ, cái quy củ là giới luật, là quy chế, bỏ hết. Thì hôm trước chúng tôi kể câu chuyện là sở dĩ hai vị tỳ kheo đó sống chung với nhau hạnh phúc mà được Đức Phật mời đến, thì họ nói từ nơi ý hòa. Đức Phật hỏi vì sao suốt bao nhiêu mùa hạ nhiều vị tỳ kheo khác tán thán hai vị tỳ kheo là sống một cách hòa hợp an vui, lý do gì? Thì từ cái ý này, từ câu chuyện này mà Phật mới nói đến cái ý hòa đồng diệt này. Thì hai vị đó nói bạch Đức Thế Tôn, tụi con sống với nhau coi như hai là một, ý của sư huynh con tức là ý của con. Sư đệ nói lên bạch Đức Thế Tôn, tụi con sống với nhau hai là một, ý của sư đệ con tức là ý của con. Hai người huynh đệ sống với nhau là một ý. Ví dụ sáng hôm nay đi khất thực con đường này, thấy gia đình đó người ta nghèo khổ, người ta thiếu phước báu, phải đi khất thực con đường đó để họ gieo một chút phước điền trong tam bảo, là cúng dường cho chư tăng họ có phước. Thì sư huynh nói, ê sư đệ, sáng nay mình đi cái con đường Trần Hưng Đạo ngang sư đệ. Sư đệ kêu dạ, sư huynh muốn sao em chiều vậy à? Đúng không? Còn sư huynh nói, ê sư đệ, sáng nay đi đường Trần Hưng Đạo ngang sư đệ, kêu thôi Trần Hưng Đạo khỏi đi, đi đường Y Dút đi. thì từ cái ý nó không có hòa thuận cho nên khẩu nó bất hòa. Khẩu bất hòa thì thân nó cũng không ở chung, là không thân không có hòa cho nên đâu có đồng trụ được. Mà khi thân không có hòa đồng trụ thì lợi hòa không có đồng quân được nữa, chia sẻ thôi. Nhiều người thấy ông chồng làm việc quá có tiền giàu có mà quản lý quá chặt cho nên bà vợ tìm cách phải ly dị để chia. Hoặc dạ ông chồng thấy bà vợ quá giàu mà bà bổn sẻn bà cứ giữ bo bo, thì cuối cùng bà giữ đó cũng cho gia đình mình xài hết thôi. Nhưng mà cái tâm ích kỷ khởi lên là ly dị để chi. Cái chuyện này xảy ra rất nhiều từ cái ý bất hòa trước. Cho nên tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu nghĩ, nói và làm với tâm ác, xấu, thì giống như con bò nó đi trước, nó kéo theo chiếc xe đi theo sau, nó dính liền với nhau thì quả xấu ác sẽ xuất hiện ra. Tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu nói, nghĩ và làm với tâm thiện pháp thì giống như bóng theo hình,
hình ở ngay thì bóng nó thẳng. Cái câu này là câu pháp cú đầu tiên Đức Phật dạy luôn. Cho nên hình ra từ nơi cái ý mình tu, mình sẽ hòa thuận với đại chúng. Thì muốn muốn cho cái ý nó hòa thuận, nó yên ổn thì phải làm gì? Thì có pháp để hàng phục kỳ tâm, hàng phục kỳ ý. Cái pháp hàng phục kỳ tâm là như thế nào? Lắng nghe. Hàng phục kỳ tâm, hàng phục kỳ ý, để ý nó hòa thuận như nước với sữa. Thì pháp đối trị đó là vọng tưởng nhiều, tâm không trong đặng, trong lặng lại. Cũng như hôm nay đại chúng mà ngồi nghe pháp, ai mà có sức định sâu, hàng ngày tâm họ định tĩnh, không bị tán loạn, thì chúng tôi nói họ hấp thu rất mạnh, và cái sức nhớ họ rất là dai, rất là sâu. Thì do cái tâm họ ít vọng tưởng. Mà muốn ít vọng tưởng thì Phật nói phải dùng cách ngũ đình tâm quán là hơi thở. Có nhiều người càng niệm càng tổn khí, càng niệm càng tán loạn, là do không áp dụng ngũ đình tâm quán. Là tán loạn là tu sở tức mà. Tán loạn là tu sở tức, đó là ngũ đình tâm quán. Họ hít thở nhiều, sức định nó có, họ niệm câu Phật hiệu cái là có cái hiệu quả ngay. Thì bây giờ mình đối trị cái tâm mình bằng cách là trụ nơi hơi thở, hít sâu vô thở ra, biết mình hít sâu thở ra. Như vậy cái khí lực mình đủ và cái tâm mình định trên hơi thở, đó là trị cái tâm tán loạn. Dĩ nhiên niệm Phật cũng trị tâm tán loạn, mà do tổn khí, không đủ khí lực, niệm không được. Rồi tâm mình đã tham quá đi, nó đụng cái gì nó cũng muốn quơ quét vô, và không biết bố thí, ích kỷ, lo cho mình mua bộ đồ, có thể là mua bộ đồ 5 triệu, 7 triệu, xài cho mình là xài tới bến luôn, không một chút tiếc rẻ. Mà cho ăn ăn xin cho kẻ ăn mày một đồng cũng không có dám bố thí ra. Thì lòng tham quá thì Ấn Tổ nói ở trong ngũ đình tâm quán, trong văn sao Ngài nói là dùng pháp đối trị của lòng tham, là cái ý này là tham, không, tâm này là tham, thì dùng pháp bố thí. Luôn luôn suy nghĩ là tặng, cho những cái gì quý nhất của mình là tặng. Nhưng mà người ta chưa cảm nhận được cái pháp bảo quý báu, người ta chưa có cái tâm an lạc, cho nên thành ra người ta luyến tiếc cái chuyện bên ngoài đố mà họ bố thí được. Mà cái người mà tâm an lạc là người ta thấy đây là tài sản quý báu nhất, thì những cái chuyện bên ngoài họ thấy rất là tầm thường, họ cho một cách dễ dàng. Còn cái người mà chưa đắc được cái pháp lạc, họ thấy những cái của cải vật chất, nhà cửa xe cộ, ruộng vườn vợ con, đó là pháp lạc của họ, thì đố mà lấy được của họ, họ chấp chặt khừ làm sao mà lấy được. Cho nên cái người này tâm họ không còn tham, họ là do niệm Phật. Rồi họ quán được là của vô thường và hộ bố thí, thì lòng tham bị triệt tiêu ngay. Thì Phật mới nói là tham nhiều là một trong năm cái ngũ độn sử khó trừ cực kỳ luôn, thì phải quán bố thí. Nếu tham dục thì phải bất tịnh, nếu mà tham của thì phải bố thí. Rồi người đó sân hận, bực tức, giận hờn, họ đi đến đâu họ chửi, họ la ó đến đó, thì họ phải quán từ bi. Hiểu không ạ? Phật dạy rõ ràng. Rồi cái người nhiều si mê thì họ phải quán nhân duyên. Ngũ đình tâm quán này ngoài cái chuyện mình niệm Phật phải dùng cái cách này nữa thôi. Và người đó nhiều nghiệp chướng thì người này phải tu niệm Phật, tu tịnh nghiệp. Cho nên ngũ đình tâm quán, một là người nhiều tán loạn là tu sở tức, là nhớ hơi thở. Người nhiều nghiệp chướng là tu niệm Phật, là hai. Người nhiều tham lam là tu bố thí, là ba. Người nhiều sân hận là đối trị bằng cách tu từ bi, thương tất cả chúng sanh, là anh em cha mẹ của mình, là Phật trong tương lai. Và nhiều người nhiều si mê là họ tu nhân duyên, họ quán được vô minh, hành thức, danh sách, lục nhập, xúc thọ, ái thủ hữu, sanh lão tử. Họ quán được 12 nhân duyên, họ chứng nhập được 12 nhân duyên, thì cái si mê này nó sẽ giảm, và cái trí tuệ nó sẽ phát sanh. Và họ biết cái 12 nhân duyên đó là ái thủ hữu, đó là nhân hiện tại để sanh lão tử, thì họ không có dính vô đó. Thấy không? Rõ ràng năm cái này là năm phương pháp đối trị để cho ý của mình bắt đầu hòa thuận, yên ổn. Như con trâu hoang mình trị được nó rồi, trị nó bằng cách là tụ chung cái tâm tán loạn, nó cũng nằm trong năm điều này. Một là nghiệp chướng, người đó sâu nặng nghiệp chướng, tham sân si nóng nảy cùng mình hết trơn, rồi thọ mạng ngắn vân vân, đủ thứ nghiệp chướng, thì họ tu niệm Phật, họ thương niệm Phật. Ai không có nghiệp chướng không?
và họ lấy ngũ đình tâm quán này thì họ áp dụng cái là cái ý của người ta là ổn ngay. Cái cách này là Ấn Tổ ngài nói mình phải sử dụng. Và con người mình không phải lúc nào mình chỉ có niệm Phật không thôi và không nghĩ đến năm cái chuyện này. Niệm Phật là niệm tham thì cứ tham, không biết bố thí thì coi như là nó không hỗ trợ cho nhau. Niệm Phật là mà niệm Phật, một mặt niệm Phật vọng tưởng là cứ vọng tưởng, thì cái vấn đề hàng phục cái vọng tưởng không được thì nó đâu có trợ lực cho cái niệm Phật được đâu. Không như Ấn Tổ hay dạy người nói, khi mà khởi vọng tưởng lên thì phải phòng ngừa liền, kêu ơi 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 mình niệm Phật không được nghĩ như vậy nha. Nghĩ như vậy dầu cho trong nhà tối phòng kính vẫn có các vị Phật Bồ Tát Lâm Thần hộ pháp, quỷ thần thấy hết, người phàm không thấy thôi. Ví dụ nghĩ cái gì đó thầy giác cũng ở trong đó, ông nằm ông nghĩ gì đó thầy đi ngang qua đóng cửa thầy không thấy, nhưng mà quỷ thần thấy hết. Khi mà mình hiểu ra rõ điều này và cảm nhận thấy thực sự là điều này, tuy rằng mắt mình không thấy đó, thì cái nghĩ sằng bậy nó bớt. Đó, dùng cái cách đối trị nó như vậy. Nhiều lúc câu Phật hiệu mình không có đủ sức niệm, cho nên nó không có đủ cái sức định để nó phục được, thì mình cũng phải dùng qua những phương cách khác. Cũng như bây giờ mình đang ngủ, mình cứ ê ê ông thầy nhà ông đang giảng như vậy mình ngủ kỳ lắm, cũng phải răn đe, cũng phải cảnh tỉnh nó như vậy. Cái nhiều người Ấn Tổ nghe nói càng niệm Phật tập khí càng mạnh, bây giờ họ niệm Phật để họ nuôi tập khí đó, họ niệm Phật mà ngã mạn và ngạo mạn quá lớn luôn, mà họ không biết là niệm Phật để triệt tiêu cái ngạo mạn, cái ngã mạn. Thì Ấn Độ nói càng niệm Phật thì càng ngạo mạn, càng niệm Phật thì càng vọng tưởng, càng niệm Phật là nghiệp chướng càng đầy mình, do dụng công không khéo là do không quay vào bên trong để mà phục phiền não, để đoạn hoặc chứng chơn, mà tu hình thức bên ngoài hướng ngoại tìm cầu thì không kết quả, uổng vô cùng. Còn người niệm Phật họ quay vào bên trong, gọi là hồi quang phản chiếu, chiếu vào trong cái tâm mình coi thử coi cái gì là nghiệp chướng sâu dày, cầu ai sám hối, tha thiết với Phật ngày đêm, mong Phật giúp con. Và thấy nó là kẻ thù không đội trời chung, dầu một khắc cung cho nó ở trong này thì mới được chứ đâu mình niệm Phật mình nuôi ông tay áo, nuôi Phật niệm Phật nuôi vọng tưởng trong tâm không được. Cho nên thành ra là cái dụng công không khéo thì mình tu là hình thức bên ngoài, thấy họ cũng lên trên điện họ lên, thấy mặc áo tràng cũng họ mặc áo tràng, thấy nghe pháp họ cũng nghe pháp, nhưng mà không hàng phục kỳ tâm được. Khi mà hàng phục kỳ tâm được rồi thì tánh đức bắt đầu hiển lộ. Tánh đức hiển lộ là bắt đầu từ bi hỷ xả vô ngã vị tha. Cái chuyện nó thiệt lớn đến với họ, họ coi cũng như là nhỏ, rồi nhỏ biến mất. Còn cái người mà không vì để hàm phục kỳ tâm, để tu tập, để đoạn trừ phiền não, thì cái chuyện chút xíu như con chuột nó thành con voi, chuyện lớn càng thêm lớn, chuyện không có ra gì hết trơn. Ông chồng ông chỉ nói một câu thôi, sao bữa nay em nấu cơm không ngon với em, anh đi làm về thấy mệt quá chừng mà em nấu cơm không ngon. Tôi nấu cho ông ăn rồi mà ông còn chơi lên chơi xuống hả? Tôi đi đổ cho chó ăn bây giờ. Nói vậy đó được không? Người ta chỉ nói một câu đơn giản thôi. Nói một câu đơn giản là bữa nay xem nấu cơm không có ngon vậy em. Vì do cái miệng ông ăn không ngon rồi không biết lý do gì đó. Rồi bắt đầu bà nói một câu lại là ông ăn không ăn thì tôi đổ phức đi cho rồi á. Tôi đổ cho chó ăn rồi, chó nó ăn nó còn không có chê với ông. Trời ơi bà vợ nó đem đi chém đầu là vừa rồi. Có ở trong này mấy bà có hình như có không? Tức lên rồi là nói hỗn hào, nói bừa bãi thì khẩu hâm hoa. Rồi ngay câu đó bắt đầu ông bỏ không ăn nữa. Cái chuyện này hồi xưa gia đình chúng tôi nhiều lúc ông cụ ông bực lên đó, ông nói cái bà cụ mới nói dữ lắm, mà chưa biết tu mà nói dữ lắm. Ông là cái đồ này đồ nọ đủ thứ chưa biết tu mà nói ông là có không mừng mất không tiếc. Ông đủ cho đủ chuyện, trời ơi làm khổ gì mà nó khổ, mà mình nói thì thoải mái hả giận không. Nhưng mà con cái lúc đó nó mới đắng cay. Đắng cay luôn. Cho nên thành ra sở dĩ bất hòa thì nó có số cái điều này thôi chứ không có cái gì khác. Ý bất hòa là cái gốc đầu tiên, không hàng phục được nó. Nó là vọng tưởng, nó là tham sân si mạng, nó là tự tư tự lợi. Đúng không? Rồi bắt đầu đến khẩu bất hòa. Ý hòa đồng diệt, khẩu hòa vô tranh. Cho nên
Cho nên dạo gần lại đây chúng tôi không dám lên YouTube nữa. Thực sự là không dám lên nữa. Trời ơi, đủ mấy thầy nói đủ kiểu luôn. Mỗi thầy nói mỗi kiểu. Lên chê trách vị này, chê trách vị nọ. Lúc trước cũng có cái đĩa chê trách sao ông thầy Giác Nhàn quy y diệu âm, quy y diệu âm mới được bản sanh. Nghe Phật tử nói linh tinh, cũng không phải là lên hỏi chúng tôi. Thí dụ vị thầy đó nói xấu chúng tôi thì bây giờ viết cái thư lên nói: Ê bạn, bạn làm như vậy không đúng. Bây giờ mình phải nói cho mọi người hiểu, bạn thấy được không? Bạn bè với nhau mà, tu sĩ bạn bè với nhau, anh em với nhau, con một cha, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không? Cha mình là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà dịch áo cho người xem lưng, nói đủ kiểu hết trơn. Mà Phật tử người ta chưa chứng thánh, cho nên người ta y cứ nên cái lời nói của mình nói sao người ta nghe vậy mới chết chứ. Gõ tay ầm ầm. Rồi có vị thầy chúng tôi không nói tên ra, cái chuyện gì của quý thầy ông cũng xứ vô được hết, để cho mình là gọi là đại thông gia, cho mình là biết hết. Mà nói xí vô là toàn bộ là cứ nói xấu ông thầy đó, không chứ không phải là đâm đỡ. Người ta đang chú nhủi bị nhiều chuyện mà bất an xảy ra, mà mình đạp cho họ đạp lọt xuống hố. Mà Phật tử khi mà nói ra vậy, Phật tử họ quý cái vị thầy đang bị nạn đó, họ sẽ chê trách cái người nói xấu đó. Và dẫu cho không phải Phật tử của vị thầy đang bị nạn đó, những người trung lập người ta nói ông này kỳ cục, người ta đang gặp nạn mà không tán thán, không an ủi, mà còn lại nói xấu ông nữa. Nhiều lắm, trên mạng bữa nay tuyên truyền kinh khủng luôn. Ông cái chuyện gì ông cũng xí vô được hết. Cái chuyện của người ta không ai nhờ ông cũng xí vô được luôn. Phật tử họ hiền, họ biết tu, họ trợ giới các sát sanh cho những cái đạo giáo khác tới họ giết ngay. Làm sao mà ảnh hưởng được vị thầy của họ? Gọi như là nhiều lúc chưa biết đúng hay sai, chưa có trắng đen rõ ràng, mà mình đi lại là mình làm cho cái con người đó lại là thêm gánh nặng, thêm mọi người đang cái chuyện rắc rối. Bây giờ mình làm thêm rắc rối, đang lửa đang cháy đổ thêm dầu vô. Họ hỏi mình có phải là một con người chân tu, hay là một con người ý không có hòa, rồi khẩu không hòa. Mình đến mình gặp, ơi bạn bị nạn như vậy, mình ngồi mình chia sẻ, ngồi riêng trong một cái phòng nói chuyện với nhau. Đó là người tri thức ngoài đời thôi nha, quân tử thôi, chứ phải là Phật tử. Mà mình là thầy của Phật tử nữa thì làm sao được. Chúng tôi thấy là cái chuyện mà Ngài Hòa Thượng Hải Hiền nói rất đúng. Cái này là kinh nghiệm mấy anh em, lên giảng đừng nên môi móc kêu gọi tên người khác. Cái này kinh nghiệm xương máu của chúng tôi, cô Dung ở Bến Tre mà bà chỉ kêu ông Thượng Tọa Thiện Quang, mà chúng tôi mấy năm trời lên bờ xuống ruộng, cái gì biết không? Kinh nghiệm. Cho nên thành ra là cái việc mấy anh em phải kinh nghiệm lời dạy của vị tổ thứ 14 là Hòa Thượng Hải Hiền. Muốn cho Phật Pháp hưng thịnh, chỉ có tăng khen tăng. Tăng khen tăng là Phật dạy trong cái chuyện lục hòa, đó là khẩu hòa không tranh. Khẩu hòa nên là hòa thuận với nhau, đừng tranh cãi. Chứ nếu mà tăng chê tăng, ni chê ni, Phật tử chê Phật tử, vợ chê chồng, chồng chê vợ, thì sao? Thì nó phải tan rã thôi. Bất hòa về khẩu, khẩu hòa vô tranh, mà mình khẩu không hòa mà tranh đấu lẫn nhau thì làm sao tồn tại được. Đó, những điều chúng tôi nói ngay bây giờ đó, thì cái sức ảnh hưởng toàn cầu rất mạnh. Bởi vì cái đĩa này lên nó còn nằm dính ở trên YouTube á, YouTube nó nở trên đó đó. Mà nếu mà mình không khéo sơ hở một lời, họ lấy ngay cái lời đó bắt đầu họ phân tích ra, họ nói đủ kiểu bằng cái tâm vọng tưởng điên đảo, bằng cái tâm ý bất hòa, khẩu bất hòa. Kinh khủng. Nó kinh khủng lắm chứ không phải đơn giản. Cho nên thành ra là mình phải nương người đi trước. Tổ sư Ấn Quang, Hòa Thượng Tịnh Không, của các vị tổ đó, mình phải nương các vị đó làm người mẫu mực, làm bậc tiền bối á, thì mình đi theo cái lộ trình nó không sai. Chứ còn không là mình tiêu. Lên muốn nói gì nói, kêu tôi là giảng sư, học giảng sư cao cấp, học giảng sư này, nhân nơ sư nọ, có bằng đi tỉnh này tỉnh nọ, nói đủ kiểu hết trơn, nói làm Phật tử hoang mang hết trơn luôn. Cho nên người thầy giáo nó có một cái chỗ, cái chỗ này quan trọng, gọi là xây pháp. Lên giảng không biết, lên dạy học ở trên lớp không biết ở dưới có hiểu hay không, nói đã đời luôn. Nó không có quan sát được cái tình cảnh ở dưới, người ta ngủ cũng nói luôn. Người ta bỏ đi gần hết hội trường cũng nói luôn. Không có quan sát được cái căn cơ tình hình. Hồi xưa Đức Phật quan sát được cái căn cơ tình hình của mỗi chúng sanh ngày giảng pháp. Cái người đến hỏi, ví dụ vị tổ đó Ngài chứng đắc được cái tâm thanh tịnh nổi tiếng, cái vị đó đến hỏi con chó có Phật tánh không? Ngài nói con chó không có Phật tánh.
Tất cả chúng sanh có Phật tánh, con chó cũng có Phật tánh, lý do gì ngài nói con chó không có Phật tánh? Bởi vì cái ông đó ông chấp vô cái chuyện thiên lệnh là con người có Phật tánh và ai cũng có Phật tánh, ông chỉ chấp vào cái ngôn thuyết thôi, ông chấp vào cái lý luận thôi, chứ ông không có sống với Phật tánh, cho nên ngài đánh bạc ra con chó không có Phật tánh. Tất cả chúng sanh không có Phật tánh. Ngài nói mục đích để người đó ngộ. Rồi ông đó, ông vị thiền sinh hỏi vì sao con chó không có Phật tánh? Kêu nó biết mà nó cố phạm. Nó có Phật tánh nhưng mà nó cố phạm, đáng lẽ nó có Phật tánh nó không phạm chứ. Phải không ạ? Ví dụ nó có Phật tánh nhưng mà con chó không có Phật tánh, bởi vì là ngài nói do mây mù nó che chứ, do cái mây mù nó che thì là có mặt trời nhưng mà mây nó che coi như cũng không có. Do tham sân si phiền não ngủ ấm nó che cho nên có cũng như không, không xài được cũng như không. Vị thiền sinh khác tới hỏi con chó Phật tánh không, ngài kêu có. Ngài kêu có Phật tánh làm sao mà nó bị tạo nghiệp như vậy, kêu là bị do nó biết mà nó cố phạm. Nó biết nó cố phạm cho nên nó có Phật tánh đó nhưng mà nó vẫn bị đọa lạc. Mà Phật tánh nó không bắt, ở địa ngục cũng không bắt, lên cõi Phật cũng không bắt. Thì kêu là biết cố phạm. Thế nói như vậy. Còn có Phật tánh mà kêu là không có là do cái mặt trời có mà mây nó che cho nên nhìn cũng không thấy. Mục đích các vị tổ Phật là đốn phá những cái chấp của con người thiên lệch hai bên. Chấp có và chấp không, chấp thường và chấp đoạn. Đó. Như vậy cho nên thành ra là cái việc giáo lý của Phật giáo là phải lấy lục hòa. Trong cái những cái điều quy chế của Hòa Thượng Tịnh Không cũng lấy lục hòa kính, đúng không, làm tiêu chuẩn. Cho nên có cái câu chuyện này Hòa Thượng kể anh em lắng nghe. Lúc Hòa Thượng có một vị thầy là bạn rất thân, rất là tri kỷ. Hòa Thượng nói là tôi là độc hành độc bộ, ít có bạn. Nhưng mà kể có một vị bạn đó cũng rất là thân. Thì hai người bạn ngồi ăn cơm với nhau, cũng là một vị Hòa Thượng ở Hồng Kông. Khi Hòa Thượng Tịnh Không về là vị bạn đó rất là quý Hòa Thượng, vì thấy cái sức ảnh hưởng của Hòa Thượng và cái sức truyền bá Phật Pháp của Hòa Thượng mà vị Hòa Thượng, bạn thân Hòa Thượng không làm được, cho nên thành ra quý kính Hòa Thượng Tịnh Không vô cùng. Rồi mời Ngài đến ăn cơm với nhau thì Hòa Thượng Tịnh Không mới khởi một cái niệm lên là bây giờ hai anh em mình coi thử coi tìm được một người thứ ba mà mình quý mến như vậy không? Bây giờ xưa nay tôi không có thấy ai giống như thầy, là khi tôi đi thuyết pháp người ta tán thán, người ta hỗ trợ. Hầu như là chỉ có thầy chứ tôi chưa thấy ai, những người khác là công kích tôi là nhiều. Tôi đi thuyết pháp họ công kích tôi nhiều lắm. Tìm một người mà không mong họ là tán thán mà đừng công kích cũng là khó rồi. Thì vị thầy kia mới cười thôi, không nói vậy. Vì cái người mà chưa chứng thánh thì họ thấy thánh Bồ Tát làm việc họ không tùy hỷ, đó là chuyện lễ thường. Là phàm phu mà thấy thánh Bồ Tát đi làm họ không có đồng cảm được chuyện đó, họ là phàm phu, cảnh giới họ chưa bằng thì họ phải đốn phá, họ phải trù dập là chuyện tất nhiên. Thì Hòa Thượng mới kêu bây giờ anh em mình đi kìa tìm thì có được một người nữa không, là thành ba người á. Thì cái vị kia nói tìm không có. Vì sao không có? Vì họ chỉ lo tập trung xây dựng. Thời này là xây dựng kiên cố, đấu tranh kiên cố, ứng phó đạo tràng. Họ làm những cái gì họ suy nghĩ chứ không có theo đường hướng của người đi trước. Đường hướng của người đi trước là vị Phật thầy của mình là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Suốt một đời là một vị thầy giáo không lương bổng, không điều kiện với ai hết. Suốt 49 năm 300 hội là một ngành thầy giáo. Và cái ngành thầy giáo này là cái giáo dục mục tiêu cho con người hiểu nhân quả và liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, ra khỏi tam giới, về thẳng Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mới nói chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Phật Tích Ca cũng như mười phương chư Phật ra đời là nói đến bổn nguyện siêu thắng bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà ít ai chịu làm điều này, ít ai chịu làm thầy giáo. Tôi thì không có khả năng, tôi ăn nói tôi làm, tôi tán thán thầy. Hai người nói chuyện với nhau rất thâm tình, Hòa Thượng có kể cái đoạn này. Và tìm người thứ ba tìm không ra, thì cái lục hòa của Phật phá vỡ hết. Chỉ có hình thức là kêu tăng đoàn, chỉ hình thức đông đảo thôi. Nhưng mà gì, không sống chung lục hòa, lên gặp nhau hợp là cãi lộn. Chuyện này có. Chúng ta không dám nói tên ai, không dám nói tổ chức ai, mà muốn nói là nói trong, để trong chùa mình làm sao ổn định. Trò không còn kính thầy nữa, và thầy nói trò không nghe. Tuy rằng bắt đầu họ bước vào là lớp vỡ lòng,
Hôm qua chúng hôm bữa cái ngày lễ tri ân đọc cái lại kính thầy, thầy dạy cho ta, rồi dạy từ vỡ lòng lo cho ta từng chút, rồi bắt đầu mình là cư sĩ, thầy dạy dỗ lo lắng xuống tóc, rồi lên sa di, lên tỳ kheo, không thích là đi, không có cách nào nói được hết. Thầy nói không cách nào được hết trơn, thích là ở, không thích là đi. Thì cái này là gọi là gì? Từ trong ý bất hòa. Thí dụ vì thầy đã họ phục rồi, nhưng mà trong chúng họ không có thể ở được, họ mới ra đi. Chứ nếu mà ở được thì làm sao họ ra đi, đúng không? Mà thầy nói cũng không được. Thì như vậy là gì? Như vậy là người đệ tử này không phải là người đệ tử ngoan. Người đệ tử ngoan là gì? Là nói sao nghe vậy, chân thật vâng lời, cung kính làm theo. Quý vị làm được mấy cái chữ này thôi: chân thành, cung kính, vâng lời, làm theo. 8 chữ này thôi. Ấn Tổ nói có một điều tha thiết bảo ban cho nhau: cạn lòng thành, tận lòng kính. Một phần thành kính là một phần công đức, 10 phần thành kính thì được 10 phần công đức, 10 phần khinh nhờn không cung kính thì 10 phần tội lỗi đầy mình luôn. Mà đã cung kính chân thành, chân thật cung kính rồi thì phải vâng lời làm theo, thì là sự trong tâm mình có đó là chân thành cung kính, ngoài sự tướng là sự đó là vâng lời làm theo. Lý tánh, lý là chân thành cung kính, sự là vâng lời làm theo. Sự lý phải viên dung chứ. Ôi tôi cung kính ông thầy nhàn quá, nói không làm theo thì đâu có cái sự đâu. Sự đó là vâng lời làm theo, lý đó là chân thành cung kính. Không có sự lý, không có, họ có lý mà không có sự, có sự mà không có lý. Họ có sự đó là vẫn làm theo, nhưng mà cằn nhằn cử nhữ, nói bữa nay gần vô hạ rồi mệt muốn chết mà các bắt làm nữa. Ông này ông tham công tiếc chuyện, cũng đi làm mà làm mình làm mấy vậy đó. Thì như vậy là có sự là vâng lời làm theo, mà không có lý, lý đó không chân thành cung kính. Hoặc là gì? Chân thành cung kính trong tâm mà nói không chịu làm thì sự lý không viên dung. 8 cái chữ này là 4 cái cặp từ, đó là chân thành, là cung kính, là vâng lời, là làm theo. 8 chữ này mà làm được là bằng ngang với thánh hiền rồi đó. Ngang với thánh hiền. Con cái bây giờ cung kính cũng không có, chân thành cũng không có, vâng lời cũng không có, làm theo cũng không có, thì hỏi làm sao nó thành người được. Mấy hôm nay chúng tôi hầu như giảng quá giờ và lố giờ, ít có đọc văn sao. Bữa nay thầy tính đọc cái lá thư, những lời khai thị của Ấn Tổ ha. Mai chúng tôi nói tiếp cái điều này ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao Tinh Hoa Luận. Tổ sư Ấn Quang khai thị về thật thà niệm Phật, trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư văn sao Tinh Hoa Luận. Pháp môn tịnh độ lớn lao không gì ra ngoài được, nhíp tròn các pháp thuộc chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối, thích hợp khắp ba căn thượng trung hạ, thực hiện dễ thành công cao, dùng sức ít mà được hiệu quả nhanh chóng, chắc chắn thoát sinh tử trong đời hiện tại, chẳng trải qua tăng kỳ kiếp số mà đích thân chứng được pháp thân, chính là pháp môn đặc biệt trong cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai. Quả thật là đạo trọng yếu để thoát khổ trong hết thảy sự tu trì của chúng sanh. Do pháp này cậy vào Phật tự lực nên lợi ích so với những pháp chuyên cậy vào tự lực sẽ khác biệt vời vợi, một trời một vực. Vì vậy kẻ sắp đọa A Tỳ do 10 niệm liền được vãng sanh, bậc đã chứng đẳng giác phát ra 10 nguyện để hồi hướng tịnh độ. Do vậy biết rằng pháp môn này chính là pháp môn tống trì, tống trì, thành thủy, thành trung đến 10 phương ba đời, hết thể chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Bởi đó từ hồi Hoa Nghiêm hướng dẫn về, từ lúc được diễn thuyết tại kỳ viên đến nay, vạn thánh tiền hiền người người hướng đến, ngàn kinh muôn luận đâu đâu cũng chỉ về tăng kỳ. Gọi đủ là Á Tăng Kỳ là một trong 25 con số lớn nhất của Ấn Độ, đôi khi còn được phiên âm là Á Tăng Già, Á Tăng Si Gia hay Á Tăng, có nghĩa là chẳng thể tính toán được. Một Á Tăng Kỳ là một vạn 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 vạn
vạn vạn văn văn triệu, tám chư vạn. Chích dẫn văn sao tục biên Nguyễn Hà, lời tựa duyên khởi cho Phật giáo Tây Phương Liên Hoa Hội ở Cung Sơn. Những pháp môn khác tuy cao số huyền diệu, nhưng phàm phu sức đất ai có thể đích thân chứng được ngay trong đời này để đạt được lợi ích thật sự. Chỉ có tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương là có thể kể vào Phật tự lực tiếp dẫn vãng sanh. Đã vãng sanh Tây Phương bèn siêu phàm nhập thánh liễu sanh thoát tử. Kẻ thấp nhất đã bằng với tứ quả A-la-hán trong tiểu thừa và bậc Bồ Tát thuộc địa vị thất tính trong viên giáo. Do vậy, biết pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong các pháp môn do Đức Phật đã nói ra trong cả một đời ngày, chớ nên dùng sự tu chứng của hết thảy các pháp môn để so sánh bằng định pháp này. Hiện thời có rất nhiều kẻ đại thông minh coi tịnh độ là tiểu thừa, chẳng những chính mình không tu trì mà còn lắm cách chê bai bài bác, phá hoại sự tu trì của người khác. Chẳng biết pháp này chính là pháp để phàm lẫn thánh cùng tu. Kẻ phàm phu do nghiệp lực sắp đọa địa ngục mà niệm danh hiệu Phật liền có thể lập tức vãng sanh. Đặng giác Bồ Tát sắp thành Phật đạo vẫn phải dùng công đức của 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả. Pháp môn tịnh độ lớn lao thay, đáng thương thay, những kẻ đại thông minh chẳng những không tu trì lại còn chi bai bài bác. May mắn thay, ngũ phụ tín nguyện trì danh được cùng với Quán Âm Thế Chí thanh tịnh hại chúng làm bạn lữ. Những kẻ đại thông minh kia dẫu có tốt phước nên chẳng ngay lập tức đọa vào tam đồ, nhưng mong được kề vai sát cánh với ngũ phụ vẫn chẳng thấy được. Huống hồ đã bám pháp này khó khỏi bị đọa lạc. Những kẻ ấy mắc bệnh hám cao chuẩn xa, nhưng thật sự chẳng biết cội nguồn của sự cao xa. Nếu họ thấy chư vị trong hoa tạng hải chúng nhất chí tiến hành dùng 10 đại nguyện vương cầu sanh Tây Phương, sẽ hổ thẹn muốn chết, đâu dám coi pháp môn này là tiểu thừa chẳng đáng để tu trì ư. Chích dẫn văn sao tục biên Nguyễn Thượng thư trả lời Trần Huệ Cung và Tôn Huệ Giáp: pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong chấp pháp suốt một đời Đức Phật. Tuy là phàm phu sắc đất đầy dẫy hoặc nghiệp, chỉ cần tín nguyện niệm Phật sẽ có thể kỳ vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Dù là vì Bồ Tát đã chứng địa vị đẳng giác cao cả vẫn phải hồi hướng vãng sanh thì mới viên mãn Phật quả được. Do vậy biết rằng pháp môn tịnh độ lớn lao không gì ra ngoài được, thích hợp khắp ba căn, thâu nhiếp hoàn toàn lời căn lẫn độn căn. Chúng sanh chọn chính giới bộ pháp này thì trên sẽ chẳng có gì để viên thành Phật đạo, mười phương chư Phật lìa pháp này thì dưới chẳng có gì để phổ độ quần manh. Quần manh còn dịch là quần sanh, có nghĩa là các loài chúng sanh. Hết thảy pháp môn không pháp nào chẳng lưu xuất từ pháp giới này, hết thảy hạnh môn không hạnh nào chẳng chứ về pháp giới này. Bởi đây là pháp môn tổng trì thành thủy thành chung, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo dưới hóa độ chúng sanh. Vì thế được chính giới cùng hướng về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh đều xuyển dương, muôn luận đều tuyên nói. Nhưng pháp môn này do hai Đức Thế Tôn hai cõi tạo lập, Đức Thích Ca, Đức Thế Bà dạy rõ tịnh độ để đưa con người về cõi Cực Lạc. Đức Di Đà nơi Cực Lạc đợi lúc họ lâm chung tiếp dẫn Tự Ta Bà về tới Cực Lạc.
ấy là muốn cho chúng sanh thoát được nỗi khổ sanh tử ngay trong đời này, chứng sự vui chân thường. Tâm thương xót che chở bảo vệ ấy, dẫu hết cả kiếp vẫn khó thể nói tròn. Có kẻ bảo đã là đệ tử Phật Thích Ca, hãy nên niệm Thích Ca Mâu Ni Phật cầu sanh hoa tạng thế giới trong cõi này. Họ chẳng biết Đức Thích Ca dạy niệm A Di Đà Phật nhằm làm cho hàng phàm phu sắc đất nương vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương, hồng siêu phàm nhập thánh. Chỉ có các bậc đại sĩ đã phá vô minh chứng pháp thân mới thấy được hoa tạng thế giới của cõi này. Phàm phu chỉ thấy uế đồ, chẳng thấy được cõi thật bảo trang nghiêm, há nên mong tưởng quá phần. Huống chi Tây Phương cũng nằm trong hoa tạng thế giới, mà trong hội Hoa Nghiêm hết thảy các vị Bồ Tát trong hoa tạng thế giới hải đều dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương để mong viên mãn Phật quả. Ông là hạng người như thế nào mà dám chống đối các vị ấy? Kể từ khi đại giáo được truyền sang phương Đông, Viễn Công lập liên xã đầu tiên, một người sướng trăm người hòa, không ai chẳng thuận theo. Thọ thích bổn hoài của Phật, chỉ có mỗi một mình pháp môn này là bậc nhất. Từ đấy trở đi, đời nào cũng có cao nhân tục diệm truyền đăng rạng rỡ trong ngoài nước, mãi cho đến tận hiện thời tông phong chẳng suy sụp. Nhưng Chí Giả đại sư thuộc tông Thiên Thai, Thánh Đường quốc sư thuộc tông Hiền Thủ, Quý Cơ pháp sư thuộc tông Từ Ân, Bách Trường thiền sư thuộc Thiền Tông, Đại Chí Luật sư thuộc Lục Tông, không vị nào chẳng giải thích kinh soạn luận, khuyên khắp mọi người tu trì. Những sự tích của họ đã được chép tường tận trong Tịnh Độ Thánh Niệm Lục. Do vậy biết rằng những vị trí thức các tôn thiền, giáo, luật đều nói theo hoa tạng thái hội, nhất chỉ tiến hành cầu sanh cực lạc, huống chi kẻ cắn có cận mộng đời mặc pháp ư? Trích dẫn văn sao. Quyển hạ bài ký về chuyện xây dựng đại điện của đạo tràng chuyên tu tịnh nghiệp tại núi Đinh Nham. Là giả dạ, nó thì đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật. Không biết hôm nay quý thầy, quý chú, quý cụ tỉnh thất như hương trung tù dưới này cũng như đã nghe trực tiếp cái lời này có cảm xúc gì? Đây là ngày tu pháp môn Tịnh Độ, là Đại Thế Chí Bồ Tát nói cái cảnh giới nghe nó bất khả tư nghị. Chúng tôi đọc qua rồi in ra trân trọng cung kính để gửi thầy tánh đọc cho quý vị nghe. Nghe qua rồi mình quên, mà điều sở dĩ mình chưa chứng được cảnh giới này cho mình quên, khi mà các vị Bồ Tát mà chứng vào cảnh giới những lời cậu tổ ông Quang nói, thì khi mà nghe đến cái là họ đồng cảm đi. Cũng như hai con người có một cái tâm ái mạnh giữa nam nữ thì họ đồng cảm với nhau về cái chuyện ái dục rất mạnh. Họ đồng cảm về cái công nghề nghiệp họ làm để họ đồng thuận với nhau, nhất trí tiến hành cái công việc làm ăn thì họ đồng cảm được. Hiểu cái chuyện đồng cảm. Đồng cảm, đồng nghiệp, đồng cảnh giới. Còn họ mà chứng vô cảnh giới pháp thân thanh tịnh này mà nghe đến một cái là họ cảm xúc liền. Chúng ta thì chưa chứng gì hết, nhưng mà nghe Ngài nói là mình tin quá, niềm tin quá cho nên thấy cảm xúc. Ngàn kinh điều tiên nói, suốt 40.5 năm Đức Phật nói pháp đều có nói đến pháp môn Tịnh Độ này hết. Ngàn kinh điều tiên nói, muôn luận điều xiển dương hết. Các tổ thiền tông cũng nói đến. Cho nên cái lá thư này giá trị. Nếu ai mà không đọc vô văn sao mà nghe thầy tánh đọc xong mình cắt cái khúc đó, mình nghe tới nghe lui, nó có tác dụng lớn.
Nên hôm nay chúng tôi thực sự mà nói, nếu anh em huynh đệ mình ai không chê Văn Sao và không chê cái môi trường, cái nơi chốn này, cứ việc chôn vùi cái tâm mà bôn ba đi học nơi này nơi nọ, nghe nói không nên bôn ba đi học nơi này nơi nọ, nhọc nhằn tìm một cái chỗ chân thật niệm Phật 5-10 năm thấy có kết quả. Nên ra hôm nay chúng tôi thông báo với đại chúng, ví dụ về sau người này ra đi, người kia ra đi, đi hết, còn hai bà già ở với giác nhàn vẫn nói mỗi buổi sáng như vậy. Một số những người họ không bỏ mình đâu, những người họ sống chết với pháp môn Tịnh Độ, họ nghe lời Văn Sao tỏ dậy và chúng tôi khai triển thì họ không bỏ. Họ ở nhà, họ khó khăn như thế nào đi nữa, giờ này họ không có nghe được nhưng họ nghe lại, đôi khi người lên nghe lại 2-3 lần. Chúng tôi nói chân thật giữa đại chúng là còn một người nghe, trong này còn một vài bà cụ không bỏ chúng tôi thì chúng tôi vẫn nói. Hòa thượng nói trong phòng đâu có ai đâu, ngài vẫn nói. Cho nên thành ra là chúng tôi nói để quý vị có tín tâm, mà khi nghe đến Văn Sao Ấn Tổ rồi mình mới thấy nó thấm thía. Thấm thía vô cùng. Cho nên thành ra chúng tôi thực sự chân thật với quý vị là những người quá đáng thì chúng tôi cho về nhà. Thực ra không phải là đuổi, cho họ về nhà để họ sống với đời sống cư sĩ, thì không đủ phước để ở với đại chúng, chứ không phải là đuổi mà không bỏ ai đâu. Chỉ có họ bỏ chúng tôi là chính. Họ bỏ chúng tôi, họ ra đi là có nhiều lắm. Nhưng mà chúng tôi quan hỷ thôi, vì sao? Nhân duyên đó là như vậy. Hết nhân hết duyên rồi, họ có nhân duyên chỗ khác. Nhân duyên do tâm tạo, nhân duyên do họ tạo ra, cái tâm họ muốn đi chỗ này, muốn đi chỗ nọ, muốn ở chỗ kia, tạo thành khối thì ai mà cản được. Còn nhân duyên họ chôn vùi sống chết ở nơi này thì người ta xách xe vứt họ lên xe rồi họ cũng vậy, họ cũng chạy về. Những cái con mèo nhiều lúc chúng tôi thấy nó lạ, bịt bắt nó ban đêm, mang nó đi mấy cây số luôn, cả chục cây số mà không biết vài ngày nữa nó mò về. Nó lạ, cái con mèo này nó ngó. Chúng tôi kể nghe ông thầy bạn ông kể, cái hai con nó cứ cắn nhau miết à. Thôi nuôi một con thôi, nuôi hai con nó cắn nhau, mèo mà nó dành nó cắn còn hơn chó nữa, mèo nó dữ lắm. Ông xách một con ông bỏ tuốt đằng xa cái chùa khác cách 10 cây số mà vài ngày sau thấy nó đi về, bịt mắt đi ban đêm mà nó đi đường về. Ghê không? Còn mình đây chưa nói câu đào mà đi mất luôn rồi, không biết đường về luôn. Không phải đơn giản. Hôm nay buổi nói chuyện này chúng tôi cảm xúc rất là sâu lắng, để chúng ghi vào được thì cố gắng để lưu giữ đó lại rồi mình làm cái tư liệu về sau. Thôi giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh. Ông có thời gian rộng rãi, sức lực mạnh mẽ, hãy nên nỗ lực nghiên cứu tu trì pháp môn Tịnh Độ. Đây chính là đại pháp để phàm phu liễu sinh tử ngay trong đời này. Pháp này nếu không có túc căn thì đừng nói là người tầm thường không thể thấu hiểu triệt để. Ngay cả bậc cạo nhân lỗi lạc, triệt ngộ tự tâm, thâm nhập kinh tạng cũng quá nữa là không thể thấu hiểu triệt để được. Do họ chẳng biết đây là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp, luôn chứa theo nghĩa lý của các pháp môn thông thường nên chẳng chịu tin. Hoặc là có người tin nhưng sợ chuyên Hoằng Dương Tịnh Độ người ta sẽ coi thường mình, vì thế chẳng chịu đề xướng. Phải biết tu bất luận pháp môn nào, nếu phiền hoặc chưa đoạn chắc chắn không có phần liễu được sinh tử. Chỉ có một pháp này, chỉ cần đầy đủ tín nguyện liền có thể cây vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Ông chớ nên coi qua loa mà phải đọc kỹ nghị chính mới biết lời quan không lầm. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Dư Hữu Duy. Phàm là người tu hành, tâm phải có chủ ý, thấy cảnh giới tốt chẳng sanh hoan hỷ, thấy cảnh giới không tốt chẳng sanh sợ hãi. Được như thế thì các cảnh giới đã hiện đều trở thành duyên trợ đạo. Nếu không, chúng đều trở thành
duyên chứng đạo. Thêm nữa, phàm là người tu hành đều nên lấy chí thành cung kính làm gốc, giữ lòng từ bi khiêm tốn. Lòng nghĩ thân làm tuy chẳng thể hoàn toàn tương ứng với Phật, nhưng cần phải nỗ lực gắng công, ngõ hầu chẳng trái nghịch tâm hành của Phật, thì mới đáng gọi là người tu hành thật sự, là đệ tử Phật thật sự. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Phật Điện. Phật là giác, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn thì mới gọi là Phật, tức là hết sạch phiền hoặc, phước huệ trọn đủ, ngũ uẩn đều không, chứng triệt để bá đức, là danh hiệu cao đẹp của bậc thánh trong các thánh, trời trong chư thiên, là danh hiệu chung của mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Chú thích: tam đức, ba đức tánh của chân tâm, tức là giải thoát, niết bàn và bát nhã. Thích Ca Mâu Ni chính là tên riêng của đấng giáo chủ cõi Ta Bà. Tiếng Phạn Thích Ca Mâu Ni, cõi này dịch là năng nhân, tịch mặc. Năng nhân nghĩa là rộng độ chúng sanh, tịch mặc là chứng triệt để tự tánh. Học là bắt chước theo, tức là tùy phần, tùy sức tu hành theo lời dạy. Đã tu hành theo lời dạy, sao lại nói tùy phần tùy sức? Là vì Đức Phật thuyết pháp tùy theo căn tánh của chúng sanh. Do căn tánh chẳng chỉ có một, nên tùy theo sự hiểu biết khả năng của họ mà nói pháp thích hợp. Tùy theo căn cơ bạn bố giáo pháp, đối bệnh cho thuốc, sao cho giáo pháp phù hợp căn cơ, khiến cho ai nấy đều được lợi ích. Dạy chúng sanh chìm đắm trong biển khổ sinh tử, quy y tam bảo Phật, Pháp, Tăng để làm chỗ nương tựa. Dạy họ giữ năm giới, chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu. Dạy họ tu thập thiện. Đối với ba điều nơi thân, bốn điều nơi miệng, ba điều nơi ý, điều dạy dứt ác làm lành. Tức là thân chẳng làm chuyện giết, trộm, dâm, miệng chẳng nói dối, nói thiếu dệt, nói đôi chiều, nói ác độc, ý chẳng khởi ý niệm tham dục, nóng giận, ngu si. Ngu si nghĩa là không tính nhân quả, nói ra những lời tà kiến như làm lành, làm ác chẳng có báo ứng, con người chết đi, thần hồn diệt mất, không có đời sau, vân vân. Lại còn gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, khuyên bạn bè hướng thiện, sửa lỗi, chủ giữ lòng nhân, tớ giữ lòng chung, mỗi mỗi đều giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành. Đây chính là pháp nhân thừa. Tu theo pháp này sẽ đời đời làm người. Nhân thừa là căn bản của thiên thừa, thánh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Như đắp nền đất vững vàng, có thể tùy ý xây dựng lầu cao. Thiên thừa thì ngoài ngũ giới thập thiện ra, còn tu thêm các thứ thiền định để sinh vào các cõi trời, lục dục, tứ thiền, tứ không, vân vân. Nhân thừa lẫn thiên thừa đều chẳng phải là pháp liễu sanh tử. Thanh văn thừa thì y theo giới định huệ tu pháp tứ đế để liễu sanh tử. Duyên giác thừa thì y theo giới định huệ quán sát hai môn lưu chuyển và hoàn diệt của thập nhị nhân duyên hồng liễu sanh tử. Bồ tát thừa thì y theo giới định huệ tu lục độ vận hành dưới hóa độ chúng sanh để mong chính là thành Phật đạo. Nhưng pháp ba thừa này đều thuộc vào pháp phổ thông, cây vào tự lực, người tối thượng thượng căn mới có thể liễu sinh tử ngay trong đời này. Dẫu khi Phật đang còn tại thế, cũng là trong trăm người mới có được một. Nếu như hiện thời, e rằng cả thế giới cũng không có được một hai người. Nhưng do tâm đại từ bi, Đức Phật biết trước chúng sanh đời sau không có kẻ nào cây vào tự lực để liễu sinh tử ngay trong đời này được, bèn mở riêng một pháp môn đặc biệt
là tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bất luận già trẻ, trai gái, sang hèn, trí ngu, sĩ nông công thương, công chức, quân nhân, giới giáo dục, học thuật, tài gia, xuất gia, thượng thánh hạ phàm, đều trong đời này cây vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Phàm phu sắc đất, đới nghiệp vãng sanh. Đã vãng sanh Tây Phương, ba thứ hoặc nghiệp, khổ, thấy điều, tiêu diệt. Ví như mạnh tuyết rớt vào lò to, chưa đến nơi đã tán mất. Hàng nhị thừa đã liễu sanh tử, và quyền vị Bồ Tát vãng sanh sẽ mau chứng vô sanh pháp nhẫn. Bậc pháp thân đại sĩ đã chứng vô sanh mà vãng sanh sẽ mau chứng Phật quả. Hoàng diệt có nghĩa là từ mê trở về với lễ chân, diệt hết phiền não, tiến nhập niết bàn. Quán thập nhị nhân duyên theo chiều nghịch, từ lão tử quán ngược lại cho đến cội nguồn của mọi đau khổ là vô minh, sẽ phá được vô minh nên gọi là hoàng diệt hoặc nghịch quán hậu. Trích dẫn văn sao tục biên quyển hạ duyên khởi của Phước Châu Phật học đồ thứ quán. 7. Chỉ dạy quy củ thân thạo trong chốn thượng trụ. Chú thích: chùa Linh Nham tên gọi đầy đủ là Linh Nham Sơn Tự, thuộc Ngô huyện Tô Châu, khởi đầu từ tứ không lục ngoạn biến nhà riêng thành chùa nhưng rất nhỏ. Đến niên hiệu Thiên Giám năm 502 đến 519 thời Lương Vũ Đế, chùa mới được mở rộng và mang tên là Tú Phong Tự. Theo kinh Đại Ai, ngài chúc pháp hộ dịch, đây chính là đạo tràng ứng hóa của Chí Tích Bồ Tát. Vào thời Thiên Bảo 742 đến 755 đời Đường Huyền Tông, tổ Trung Hưng Tông Thiên Thai là ngài Đạo Tuân, từng tu Pháp Hoa Tam Muội tại chùa này. Đầu đời Tống, chùa trở thành học viện giới luật của Luật Tông. Vào thời Nguyên Phong 1078 đến 1085, chùa trở thành thiền viện. Chùa bị cháy rụi, chỉ còn sót lại một cái tháp đá vào năm vạn lịch thứ 18 1600 đời Minh Thần Tông. Sau khi được trùng tu, chùa lại bị loạn quân Thái Bình Thiên Quốc đột phá một lần nữa. Mãi đến năm Tuyên Thống thứ 3 1911, Hòa Thượng Chân Đạt mới đứng ra dựng lại chùa như hiện nay. Linh Nham là đạo tràng cổ đã 1100 năm sau cơn biến loạn trở thành chốn hoang tàn. Tuy còn một ít kiến trúc nhưng không có người chống đỡ, vẫn suy tàn như cũ. May là vào cuối thời Quan Tự, vị đại hộ pháp họ Nghiêm nghe tiếng thầy chân bèn nghinh thỉnh, ấy là vì mong sư sẽ khôi phục đạo tràng vậy. Thầy chân tuy tiếp nhận, hiềm rằng các sự ràng buộc chẳng thể đích thân chủ trì. Năm ngoái giới pháp sư đến đây, sư mừng tìm được người bèn giải bày mọi lẽ, đích thân đưa lên núi để làm chủ trì. Lại còn thính vời quan viên thân sĩ lên tiếng minh xác biến chùa này thành chốn thập phương thường trụ. Thầy giới phẩm đức học nghiệp tiếng tâm đều xuất sắc, thật đáng làm khuôn phép cho hàng hậu học. Nay thầy đã đáp ứng lời thỉnh cầu thuyết giảng một thời gian tại Ngũ Sơn, ông hãy nên hết sức gắng công thay thầy giới lãnh chúng tu trì, trở nên lượng chánh lười nhác, mong được an nhàn. Phàm những ai đến núi này ở lại đều là người phát tâm tu đạo, ai nấy đều phải tích cực dụng công, khuyến khích cổ vụ lẫn nhau, hòng được sự lợi ích lệ trạch, chẳng được rong chơi chuyện gẫu, cũng như chẳng tuân theo quy củ nhà chùa, tự làm theo ý mình. Chùa này đã là chùa thập phương, con cháu của Tam Thánh Đường sống ở đây cũng phải tu chung với đại chúng, đều cùng hưởng nhọc nhằn hay nhàn nhã, đều đồng cam cộng khổ. Nếu không sẽ trở thành kẻ quấy loạn thường trụ, khinh dối thầy chân. Đã là đồ đệ của thầy chân thì hãy nên vô cùng đúng pháp, để khỏi đến nỗi vì chính mình chẳng đúng pháp mà khiến cho người ta
nói đồng đến thầy chân. Nay vậy giảng lược đại khái đi làm căn cứ hồng duy trì tiên đồ vậy. Một, thời thế bất ổn, chỉ nên nhất tâm tu đạo, chớ nên vọng động tính xây dựng. Nếu bất đắc dĩ thì chỉ nên xây dựng thêm nhỏ nhỏ, cốt vừa đủ dùng là được, chớ nên xây cất nhiều, mong cho thật rộng lớn. Không những vì tài lực không đủ, mà còn là để khỏi vì lẽ đó mà bị chuốc họa. Hai, đường đời gian nan, cơm áo ai nấy đều nên tiết kiệm. Chi phí cho thường trụ phải dựa theo thu nhập mà chi tiêu. Nếu chẳng tiết kiệm, sau này khó duy trì được. Tất cả các khoản thu vào chi ra đều phải phân minh, chớ nên mua sắm những vật phù phiếm xa hoa. Một là phí tiền, hai là chuốc lấy tiếng chê bai. Phải dành dụm chỗ dư ra để bù đắp chỗ thiếu hụt sau này. Chẳng được nói có thầy chân tiếp tế cứ mặc tình tiêu xài phù phiếm. Ba, khóa tụng hàng ngày nơi Phật đường, nên đi theo quy củ đã định hiện thời, tu trì thiết thực, nhưng chớ nên một mực chuyên chú dụng công nơi sự tướng, mà hãy nên tâm tâm niệm niệm đối trị những cân bệnh tập khí của chính mình. Làm được như thế thì mới thật sự là người niệm Phật. Nếu không sẽ như bọt nước vỗ vào tảng đá, hoàn toàn chẳng có tâm đắc chi. Chỉ nên căn cứ theo quy củ tịnh độ thông thường, chớ có bày vẽ kiểu cách hoa dạng nào khác. Nếu có kẻ muốn lập gì như đốt ngón tay, dùng thân đốt đèn, hãy thỉnh người đó đến chùa A Dục Vương mà làm, núi này vĩnh viễn chẳng bày ra thôi ấy. 4. Giới pháp sư đã nhận lời giảng dạy một thời gian ở Ngu Sơn, sợ rằng khó thể trở về ngay được, nhưng danh vị chủ trì vẫn thuộc về thầy giới. Chuyện lệnh chúng tu trì ông tạm thay thế. Phải nên hết sức siêng năng, cẩn thận, khiêm cung, chẳng nên tự đại tự cao. Ông là vãn bối, thay thầy ấy trộm nom mọi việc, chẳng được nói năng dường như chính mình là vị chủ trì, để đại chúng không phục tấm lòng rủng rang của ông, đạo tâm càng thêm chân thành thiết tha. 5. Phàm xứ sự tiếp vật hãy nên khiêm hòa công bình, chẳng được cố chấp ý kiến của chính mình, mạt sát chánh lý. Cần nhất là mọi người khích lệ khuyên lơn lẫn nhau tu rồng tịnh nghiệp, thường giảm lỗi mình đừng bằng lỗi người, cực lực đối trị căn bệnh tập khí. Tập khí khử được một phần thì đạo nghiệp mới tăng được một phần. Chẳng được kiêu ngạo luôn tồn, hãy chú ý giữ cho đúng chừng mực. Nói chung phải chịu thương chịu khó, an bần thủ phần. 6. Chùa này là chùa thập phương, dù ông mang vật gì đến cũng thuộc về thập phương, nên giữ tinh thần chí công vô tư. Phàm con cháu của tam thánh đường trụ trong núi này cũng phải đã phá tình cảm riêng, đặt mình vào địa vị của mười phương tăng chúng, chẳng được tự tiện kỳ vào ý riêng để được hưởng sự ưu đãi, mặc sức phóng túng, hủy hoại quy củ đã thành lập. Nếu không sẽ trở thành tội nhân trong Phật pháp, là oan gia của thầy chân. Hãy cho kẻ đó ra đi để khỏi bị người khác chê cười. Thời sự gian nan, tiền đồ đáng lo, nếu chẳng có cách tốt đẹp thì sao trở thành đạo tràng cho được. Chỉ sợ ông có lẽ chưa nghĩ tới, cho nên tôi mới dài dòng một phen. Lúc đầu vốn muốn nói chung chung, sau lại muốn cho rõ ràng dễ xem, nên chia thành 6 điều, chẳng qua nhằm biểu thị tấm lòng ngu thành của quan, nhằm bảo vệ đạo tràng Linh Nham. Xin chớ vì vượt chén thấy thất mà chê cười, thì Linh Nham may mắn lắm, mà thầy chân cũng may mắn lắm thay. Trích dẫn Ứng Quang Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư gửi thầy Minh Bổn. Đính kèm quy ước của chùa Linh Nham. Một, trụ trì bất luận thuộc tông phái nào, chỉ lấy tịnh sâu pháp môn tịnh độ, giới hành tinh nghiêm làm chuẩn.
chỉ chuyện hiền, chẳng chuyện pháp, để dứt thói tệ, pháp quyến riêng tư. Chủ thích: chỉ chuyện hiền, chẳng chuyện pháp. Ý nói: chỉ chuyện ngôi chủ trì theo đức hạnh của người đáng làm chủ trì, chứ không bị người ấy thuộc cùng sơn môn hay pháp quyến mà chuyện ngôi chủ trì. 2. Chuyện thừa chủ trì luận theo thứ tự, chẳng luận theo thế hệ, để tránh thói tệ, bậc cao đức phải ở dưới kẻ đức hạnh tầm thường. 3. Không chuyện giới, không giảng kinh, để khỏi bị chiều kéo, dao động, nhiễu loạn chánh niệm. Trong chùa tuy hằng ngày thượng giảng, nhưng chẳng thăng tòa và nếu có người ngoài đến nghe. 4. Chuyện nhất niệm Phật, trừ đã Phật thức ra, nhất loạt không làm, hết thảy Phật sự thù tiếp. 5. Bất luận là ai, chẳng được thâu nhận thế độ đồ đệ trong chùa. Trân trọng cung kính pháp bảo hết tập 10.